Mới đây, dư luận xã hội được một phen xôn xao khi một thi thể bé sơ sinh được tìm thấy trong thùng rác ở ngõ Văn Chương, thành phố Hà Nội. Đứa bé bị bọc trong ni lông, phủ đầy rác lên người. Sự việc này ngay sau đó đã được thông báo tới chính quyền địa phương. Ít phút sau, công an phường Văn Chương cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu bé, cũng như xác minh danh tính của người mẹ. Tối ngày 7 tháng 11, đại diện công an phường Văn Chương, quận Đống Đa cho biết đơn vị đã vào cuộc để làm rõ việc này. Qua xác minh ban đầu, người vứt là mẹ đẻ của thai nhi tên Lương Thị Hà My, 20 tuổi, quê ở Hưng Yên, là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Ngân hàng nhưng đã nghỉ học. Cháu bé mới sinh nặng 4kg và bị nữ sinh này cho vào túi ni lông, bỏ vào thùng rác ngay khi mới sinh ra. Hiện vụ việc đã được chúng tôi chuyển lên công an quận Đống Đa thụ lý, tiếp tục điều tra. Đại diện công an phường Văn Chương cho biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, một số người dân đã đi mua khăn vải, tiểu quách về làm lễ cho đứa trẻ xấu số. Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.